đến như ngày hôm nay thì mọi chuyện cũng khá là buồn. Thì hôm nay chỉ có một mình em Dương cùng với lại em quay phim đi. Vì thi già có đã nghỉ rồi. Ừ. Đi chỗ ăn chả đi rồi. Là con gái của bà. Là xa kho khổng là cũ không? Cho con chở đi thả đi. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi lên chỗ khu nhà của bé Dính mồ côi. Cô bác ơi, hôm nay thì anh em chúng cháu vào đây để có trao phần quà của thầy Nguyễn Hữu Phúc. Thầy cũng có gửi về cho bé Dính và có một cái thùng quà đây cô bác này. Đây, thì là hôm nay thì anh em chúng cháu có mang vào đây. Thì trước khi đi lên trên đấy thì em Dương muốn chia sẻ một chút về cái khung cảnh cũng như là cái con đường đi lên chỗ nhà của bé Dính. Thì chỗ nhà của bé Dính là gọi là ở giữa lưng chừng núi. Cái đoạn này thì nó nhà của bé Dính là ở khu bên trong này. Thì bên trên là khu chùa Lùng Trên. Ở khu này là cái này gọi là chùa Lùng Trên B cả. Còn ở cái bên dưới là khu nhà của em Nô, em Sùng cũng như là chỗ khu nhà của em Của. Thì phải gọi là xã hội ngày càng hiện đại thì những cái cung đường đi lại của bà con ở đây thì ngày càng nó cũng được đi lại dễ dàng hơn. Như năm trước thì anh em chúng cháu đi lên trên này thì các bác cũng thấy rồi, những cái thước phim đầu tiên khi mà anh em chúng cháu có biết được cái hoàn cảnh của bé Dính thì lên trên này thì những cái cung đường gọi là chỉ có đi bộ được, thì không có đi xe máy được. Và lúc đó thì anh em chúng cháu không biết mò mẫm đường là từ chỗ khu nào nữa. Khi đấy thì vẫn còn nhớ mãi là còn hình ảnh của anh cái trưởng thôn đồng hành cùng với lại anh em đội team. Và đến như ngày hôm nay thì mọi chuyện cũng khá là buồn. Thì hôm nay chỉ có một mình em Dương cùng với lại em quay phim đi thôi. Vì thi già là cũng có đã nghỉ rồi. Đấy, còn anh cái trưởng thôn thì trước đó cũng đã nghỉ từ rất khá là lâu rồi. Bây giờ thì được may mắn đổi lại là cái con đường bây giờ đi lại là cũng là đường bê tông rồi, mặc dù không phải là đường đủ rộng rãi để ô tô đi lại, nhưng mà so với điều kiện đi lại hiện tại thì đi xe máy như thế này là cũng là quá là tuyệt vời rồi các bác. Đấy, còn bây giờ thì ngày hôm nay ngoài cái việc mà em Dương mang phần quà của thầy Nguyễn Hữu Phúc đi vào cho bé Dính ấy, thì lát nữa chúng em Dương tiếp tục quay lại chỗ nhà của mẹ em già xem là gia đình đã vận chuyển được vật liệu về đến nhà hay chưa. Còn để bảo anh em thợ tiếp tiến hành hoàn thiện nốt cái căn nhà cho mẹ em già, vì hiện tại cái chỗ nền nhà của mẹ em già cũng đang đập đá vào, cũng giải ở đấy cũng rất là gồ ghề. Thật sự là gia đình cũng sinh hoạt cũng rất là khó khăn, nên là em Dương sẽ đi vào để đôn đốc gia đình tiếp tục là vận chuyển vật liệu vào sớm hơn để là hoàn thiện nốt cái căn nhà cho gia đình nhé các bác nhé. Còn bây giờ thì trước mắt thì em Dương sẽ đi vào trong này để trao phần quà của thầy Nguyễn Hữu Phúc cho bé Dính ạ. Đấy, ba anh em chúng cháu cũng còn đến chỗ nhà của bé Dính. Ở đây có ông đang ở bên dưới này này. Nhưng mà vừa hỏi qua ông là bé Dính không biết là đi đâu ấy. Bạn nên mua khó tử ở đây chưa? Đi ra ở trên này rồi à? Cháu tốt cái ra mua rồi. Hả? Cháu tốt cái đại mùi tay mùi. Tôi nghĩ tốt cho khó nhà tay rồi. Đây có đường đi lên à? Tốt ra. Mà cháu muốn học lúc học ở đây rồi. Mỗi lúc ở đây rồi. Đặt kia nào mà nhất học cho cái anh ta mùm nước đặt kia nào. Lo chỉ lo nè. Lúc ở đây lo. Vách. Ở trên này có nguồn nước á? Ừ, cái lúc ở đây tại nhiều thằng học tu à. Ờ. Vì thằng tu mà nước đặt kia này tốt to. Thế ông xem cái túi quà này giúp cháu nhá. Ờ thì ba túi sữa con đi mình chỉ tức một xuồng nữa. Ừ, mùm nước mùm. Ừ. À, nó lại ở trên này coi. Một cái nguồn nước. Con đi rồi. Đây có một cái nữa. Ôi nhiều. Cái quả đường. Cái con đường này. Gần nhìn có ra đường gì không? Ôi trời ơi, xin mang đi giặt quần áo đi xa thế hả? Đây có này. Ở đây thì giải một cái có một cái lúa gọi là uh,
có một cái lướng nhỏ là người ta đi lại thường xuyên, thì không có cỏ cây đúng không ở đây, nhưng mà thì ông bảo rằng ở trên này có một cái nguồn nước khá là to. Nhưng mà nếu như mà trên này có nguồn nước to như thế này mà hàng năm vẫn chảy đều thì sao bà con lại không kéo xuống ở khu dưới kia để sử dụng? Không nghĩ rằng trên này còn có nguồn nước như này luôn á. Đá cực kỳ là nhiều. Trên này thì các bác biết rồi, địa hình trên này toàn là đồi núi đá tai mèo. Để bà con canh tác cây ngô ấy, thì cũng chỉ yếu trồng vào những cái hốc đá như thế này thôi. Đây các bác này, đây những cây phân cây ngô đây. Ví dụ như thế này thì gọi là mỗi hốc đá chỉ được một khóm ngô thôi. Không thấy đâu. Ở gần như vậy mà không có những gia đình là cũng thấy là có kéo vòi đi đấy, nhưng mà bạn dưới này nước nãy ở dưới kia em thì có thấy thì cũng có cái vòi thì cũng khô, không có cái gì gọi là nước chảy cả. Đấy em Dương là toát mồ hôi trơn lắm. Có ừ. Thời điểm này thì là khu trên này bây giờ những cái cây cỏ kim này mọc cực kỳ là nhiều. Các bác có thể thấy đây, những cái cây cỏ kim này bắt đầu ra hoa và mọc rất là nhiều. Hầu như nương ngô của bà con ở đây thì là rất là nhiều cây cỏ kim như này. Và sau cái đợt mà mọc cây cỏ kim này mà trời trở lạnh ấy thì sẽ đổi lại là những cây hoa bạc hà. Những cây hoa bạc hà bắt đầu mọc lên. Và cũng từ đó thì những con ong sẽ đi hút mật. Ở đấy thì bắt đầu chiếc mật ong hoa bạc hà ấy đúng không? Đúng rồi. Ô! Vậy? Tôi không thấy nhỉ? Ô! Này chú ăn chả đi lò! Ô chẳng một đếch nhỉ nè! Ê, cái đó là của bà hay của ai đang phơi cho cả quần đây. Dính là gì à? Dính là gì à? Chú anh chào lọc. Dạ hơi tiền. Chú đây chào to lo hình nhá nè. Chị ấy phở khó lần thấu ấn. Tưởng ông bảo là cái nguồn nước chảy to lắm. Ăn bông chúa ăn đi rồi. Ô là phô chí thế á, phô hơ chí nào. Lạc con. Nhưng mà cái nguồn nước này là hàng năm nó vẫn có như thế hả bà? Không mà chú đây ít chỉ nếu mua như thế được không? Ít chỉ nếu mua này mà. Cô chả lỡ chỉ thô cả xứ lỡ chát mù nè. Đó chỉ phải nhịn đất đấy nè, đó chỉ có khổ xứ đây. Tỏ ni. Hả? Tỏ ni. Tỏ nè. Tỏ nè. Một tỏ trên nè. Một tỏ mà.
Cái này là nguồn nước đây là cũng có, tức là cũng có cái mạch nước ngầm, nhưng mà nó sẽ nó chảy không nhiều, tại như kiểu cái nó ẩm chảy rất là nhỏ thôi. Nếu như mà một nhà mà có téc nước hoặc là có bể đàng hoàng ấy thì em Dương nghĩ rằng là cái này chắc vẫn đủ một hai gia đình sử dụng. Mà con đi rồi thì cho chị tê nử nử bù bù tàu lú lú à lú con nè. Bù ấy, thọ nên nó nà mà thứ là phần nào này chị rồi thì nữ chị lo nà nè. Chị lo nà chị thấy ta rất dùng hậu à. Thế thì cũng theo mưa thôi nhỉ. Ủa nhưng mà nị chẳng nà thế rồi. Nị chẳng nà thế ạ. À. Bà con ở đây còn đi lấy cỏ rất là xa này. Đấy là đây là rau nhiều. Nên muốn lấy bao nhiêu cỏ từ nè? Hả? Đi xa lắm mà leo đồi cơ. Đây thì không thể đi xe máy được. Tụi mình đã tụi mình xây rồi. Tụi nó còn xây mà. Là con gái của bà. Với thế chị này là con thứ mấy rồi? Tụi mình đã từ thì chờ nè. À. Tụi nó. Ừ. Nó lốt mà nhớ thì nó tên là cho tuổi chiến thủ nhớ này, lốt tuổi tiếu. À. Thế thế chị năm nay chị bao nhiêu tuổi? Thằng nghĩa muôn tuổi chồng đấy. Muôn nên gặp chị à? Nên gặp chị. 25 á. Thế, một từ từ một tí nữa tên là từ từ tí từ nít từ nhiều mà. Nhiều mà. Nhiều thì đâu. Thế mẹ của Dính là bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ồ. Lì tu niên, nè tu Dính tu niên thì sống nít mất rồi sống nữa. Nên đang gặp tê. Nên gặp tê đó. Đang gặp tê thôi. 23 tuổi á? Ồ. Ồ, ủa sao thì nữa thì lo ủ thế nào ha? Trời ơi. 23 tuổi. Bạn này là con gái. Chị là con lớn à? Ôi giời, tu lo rồi. Ờ, ui giời tu lo kìa. Lót cờ ạ. À, tiểu dò hả? Ủa chả hai gì tiểu dò dò thế này. Chỉ cho tiểu tù dò dò cho nít tu. Nít tu, nít tu bổ hay mà. Không, vá. Tù dò à. Vá thì anh biết rồi. Tù dò kia rồi. Không, hay tiểu o thì tù lót cờ rồi. Ừ, nên là tù lót mà. Là nhà của bà là có ba đứa con gái à? Lý o, một bê tù mi dày y tù tụ. Ủa à.我怎么好像叫你嘛，不要做进来，这些啊，屋里有东西嘛，这就做没多啊，没干多少东西。啊啊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 啊
ấy là không phải là vì lấy ông ngoại của cháu Dính này, không phải là cũng là đi bước nữa rồi bác, là đi bước nữa rồi, chồng người chồng thứ hai rồi, chứ không phải chồng là đầu tiên. Đấy là các bạn này, các em này là những người mà là của chồng thứ nhất. Hãy đổ ra đấy còn xả một lần nữa. Cho ly cho tới chỗ ít dầu thế. Thì mẹ ơ sao lời sát tờ nữa ơn chưa mình chỉ tao cho đăng. Ơ sao lời sát tờ nữa này. Đúng rồi. Ừ. Tao ấy thì em ơi cho. Nước đây hiếm thật đấy. Còn đi đây chào chị ít đi ạ. Ơ tao nhưng mà mình mà tao nghĩ ồ. Đây khô thì à. Xa chú trò điểm. Ừ. Là mình... là mình tu sửa công tu sửa được. Hả chị? Là mình tu sửa ấy tao gì à? Một tao cả là như là xem gì đó. Mà uống mình tu mà nửa mũa uống chị không lười nè. Chưa ạ, từ trên nông này nó bỏ nửa uống này áo chị thế ạ. Ok. Mà rồi mà một bé tình thế lo tao chập đi nữa. Ừ. Mấy cái vóc tao chưa ăn. Không phải cho mình ăn cho thịt hả? 看你呢？
ok 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 ít khử thải ít sao giống như ít khử do rau này cho thay thế ít khử mang chơi tối rồi bé cho tạm gì nữa ít khử tổ bé cho tạm xem nào, thế là một tuần hơn 3 triệu chia ra thì là được 500 triệu thì chắc còn tầm một ngày cũng 400-500 nghìn à căng nhỉ. Nhưng mà lọt chê mà tao như ló nhỏ. Cháu như xem một lọt tới một tàu thế à. Bà là trước khi đi, trước khi về là cũng có dặn đầy dính là nếu có đồ gì thì đừng có mang đi phát cho các bác linh tinh. Sau đó thì khi mà anh em chúng cháu có trao quà xong thì có dặn đầy dính là phải lên quay lại để đi tắm rửa. Quay. Tắm rửa mà đi lên trên này tắm. Còn nếu mà không mang quần áo đi theo thì có. Bởi vì hiện tại ở trên này đã lạnh rồi các bác. Bình thường anh em chúng cháu đi làm ấy thì đi phải mang áo khoác đi theo. Ban ngày trèo đèo thì nó sẽ nóng rồi. Nhưng mà lúc đi về ra về ấy, thì trời lạnh. Đi lại cực kỳ là khó, là phải mang áo khoác để vào trong ba lô mang theo để tối về còn mặc, còn người rất là lạnh luôn. Và đặc biệt những khu ở trên khu nhà của Bé Dính như thế này thì giống như là tàn đồi núi lát đá ở trên này thì mùa đông lạnh sớm hơn vì ở trên này khá là cao, nên không khí nó loãng hơn các bác, lạnh hơn nhiều. Và ở theo em Dương cũng nghe người ta nói ở cái này thì nó sẽ hơn, nhiệt độ nó xuống thấp xuống cực kỳ là nhanh, cái chất tối nó phát hết ra hết nắng thì nó lạnh rồi. Xuống đến đây nó đã mệt rồi, chỉ xuống dốc rồi chịu cái đầu gối lại co cái lúc cơ gối chân rất là mỏi. Dạo này ôi ôi trả lời kỳ lệnh không đi một bữa nữa này nhỉ, là chỉ cú là mà. Nhà chân của ông là sao ấy? Có lúc còn tăng được chân à? Ừ. Ủa, lúc ông thở xa là nó... À... Ừ. Ngã hát trượt khớp à? Lại có nhiều chân nó là ông chân cắt tăng à? Ồ, phải chân chân rồi. Dĩ, nhá đây. Chắc là em Dương xin phép là mở cái thùng quà này ngoài được gì trong nhà cái tối ấy. Là... Mày, bắt xa rồi đi. Bắt xa rồi. Rất là hồi có. Ồ, mua ít tù đây giá có chồng tao à mua ít tù si phư xa kho khổng đi là cũng ngon cho con trời đi thang thế ô à dì luôn tỉnh nữa ai lưu xếp xanh tù si phư nhá ai tù si phư lũ ngon là cũng ngon à ai sao xanh sao xanh tù tí lâu là tù mua tù si phư tù si phư tù si phư đó sao xanh tù si phư hay mà hay á ai thì ô sao xanh tù si phư à mama ga tha ga khon ja de pu mama mama hai cha tu hai cha chi mae nha so sing so sing tu hai hai bai hai bai so sing lo so an ni hai ma không thì nói tiếng phổ thông nhá hai 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 cháu nhá hai cháu dính hả cháu chỉ cần ta là chỉ bao vậy dính lên phía hồng rồi mà cả nhiều hôm một cái chính tay này út chỉ tao rất cái xem còn nhiều không một góc bên luôn. Vâng cháu biết rồi. Ừ. Thế thì ông thay mặt Bé Dính đi, cảm ơn thầy Nguyễn Hưng Phúc. O à, ủ lý o hay lưu so sinh tù chị tù sĩ phương đi. Ừ, hay mà. Ừ, là mà so sinh tù sĩ phương, mà cả khổng rất là tù xảy dính nữa.
Vâng ạ, đây là lời cảm ơn của ông ngoại cháu Dính, cũng rất là cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Phúc đã gửi cái phần quà này cho bé Dính. Thì ông cũng đang bị đau chân thì cũng không tiện đứng dậy, thì mong là thầy thông cảm. Qua đây cháu Dương cũng con cũng xin thay mặt bé Dính xin chân thành cảm ơn thầy. Xin được kính chúc thầy cùng xin được kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chắc là cháu Dương cũng xin phép là mở cái phần quà này bên ngoài vì là bên trong hơi tối. Ở đây là gì rồi? Chuyện trường hơn chờ. Gọi lưu thư sinh chỉ bỏ hai chữ. Cha mùa ơi. Thất sự chứ hả? Cha mùa này rất thả lên. Thả bó chảy luôn. Bình thường là anh em chúng cháu đi là cũng không tiện mang theo dao kéo bởi vì là còn đi di chuyển đường xa lập gành thì quá trình di chuyển cũng nguy hiểm ấy, thì anh em chú cháu cũng không tiện mang đi của bác ạ. Vì cũng trước đây thì cũng có nhiều cô bác cũng có gửi cả dao cả kéo cho anh em chú cháu để đi vào trong bản để mở quà rồi, nhưng mà vì cô bác cũng biết rồi, đi đường xa như thế mà để cả dao kéo những cái vật sắc nhọn theo trên người trên xe thì nguy hiểm. Thứ nhất là ví dụ là rơi vãi ở đâu hoặc là ví dụ có vấn đề gì thôi thì là anh em chúng cháu mới không dám mang. Đấy, còn đây là Dương ơi, con gửi phần này cho bé trai gần nhà bé Dính nhé. À, con đi ở ô tủ thang dưới nhóc sầu nè. Ở tủ nhóc nước chế ra sầu nè. Nếu nhóc chế chỉ nhóc rồi. Nhóc cả. Hả? Nhóc. Nếu mất chỉ lỡ. Xe ta xe mất chỉ. Ồ, bé kia lại không ở nhà rồi. Con. Còn cái này nhá, con đi thử xin thứ là sa lập của con đi. Mua tha này. Đấy. Đấy, có thầy Nguyễn Đức Phúc thầy có gửi cho Dính này. Trong này có nước mắm này cho nên Kunama này. Kunama này. Đấy, còn đây là thầy có gửi bánh này. Bánh kẹo cho Ni cho Tha này. Mua toàn cho đi nhá. Đây, cái này là còn có kẹo nữa đây. Đấy, cho Tha đi nhá. Đây là đường này to cho nên là cho bị thắt phải sao điều có po điều ở đây là cuối khởi là tủ sổ dưới rồi cho nên là cho chỉ dọn cho ý là cho cho nên cho lông cho mình chính nó muốn sờ cho sờ mò giống sờ cho rau này chấm mấy chân chỉ gió là gió ý à, cho mấy chân cho con đi cho cua à chỉ có trà nhá nè trà cay luôn cho đi sờ cay này sờ rau rồi tao nhá cho đi nhá. Đấy, còn cái này kẹo đây dầu ăn đấy cho nó này cái này là cái này là chẩm chéo à cho đi à to lắm mà dọc cho cô cho lắm cho cô cho này con đi cái này xúc xích này đôi dép này chắc không biết dính gì vừa không từ con đi ở mù hồ chí hồ chứ lo thì chỉ hồ á chỉ chả lo lo chỉ à với chả phù hồ chứ hồ á thì cái ta nó lo gì hồ nhà hồ à? Nhà cả cơ hồ. Tao chỉ cho tao chỉ. Lòng mình chỉ. Lòng mình chỉ. Hồ chưa? Hồ rất là nè, rồng nữa. Đấy, đây là của dây dép này.
đây còn một đôi nữa, khăn đi chỉnh sửa cả đấy. Ồ, chỉ mà cần đi chỉnh cần đi 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 một cái ba lô nữa Khani à, cho cam khẩn ta nhá. Bây giờ dính đi vào nhà thay cái này cho chú nhá. Ăn mù hó chế ông lông nán đứt chết ra trên ông mù ông mù lông không bị như này chỉ nhá nhìn ra lông to ạ lông kia rồi đấy đó là cô chưa lâu lâu rồi tuần là chưa nhà sâu rồi tôi nhẹ chỉ mua từ từ nãy như này nhá lu này mà lu sao tỏ này nhá cho khóc đi ra vào đấy đi ra đây 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 cô bác đây đây nhìn có giống người dưới xuôi chưa bây giờ chải tóc thêm một tí nữa là vừa có gọn gàng một tí nữa là được rồi tao hôm nay nam một còn tao là tao chứ mà nhé tao mà nó cần tao nhất hết nó làm bé trai trên kia không ở nhà nữa biết làm nào nhỉ bé trai đây à ơ ờ, chú nhau tỉ ni nhá nè mùi chú chí phư tha tha thế con đi lập quá nha ờ chào tù chị mẹ ờ chị lưu tỉnh hay cháu sinh từ chí phư cháu sinh hả nè cháu sinh cháu sinh từ chí phư nha khoanh tay vào thả lại chứ cháu sinh hay bế hay cháu sinh ờ chả bà tao nhé hãy đi lọt thăm nó đây cái phần quà của thầy Phúc là thầy cũng có gửi cho bé trai trên này là cũng như nhau nhé các bác nhé. Đây có quần áo này, bánh kẹo cũng như là dầu ăn muối à nhậu dầu ăn với hạt nêm trong này. Thì em Dương cũng không tiện mở ra nữa để cho hai mẹ con là không ở nhà đâu. Đang đi đi mua thịt lần này. Với à mua rau thì không giống. À đang đi trồng ngô phải à nhầm trồng rau ở bên kia thì. Cũng nhờ có ông chú kia cũng nhờ chú ấy đi gọi về. Nào, hay con chiến lưu tại con hãy sinh từ chi phư này. Cha sinh từ chi phư nhá, bọn đạo ôm mà yêu không tua bố, ó từ nhà tu đeo cha sinh à. Vâng, đây là lời cảm ơn của mẹ cháu mẹ bé trai. Cũng rất là cảm ơn thầy Minh Hữu Phúc đã gửi phần quà này cho gia đình. Thì gia đình không biết nói gì hơn thì rất là xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Và bây giờ cũng khá muộn rồi. Có lẽ là anh em chúng cháu sẽ tạt qua chỗ nhà mẹ của em già để xem nào. Em là vật liệu chuẩn bị đến đâu rồi. Thì anh em Dương chắc là cũng không quay phim ghi hình nữa. Đấy thì cháu Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô bác ở cái video tiếp theo ạ.